Lâm Thái xin chào quý vị. Hôm nay là món cơm chiên cá mặn. Cái món cơm chiên cá mặn á thì có cái gì? Để là mình đi chợ mua cá mặn nè. Thường thường cái cá mặn này nó bán ở các siêu thị người Hoa, đa số là có cá mặn này. Mình mua đi chợ mua thịt đùi gà, đó thịt đùi gà, đó đây là thịt đùi gà. Cái trước tiên á mình làm cái cá mặn trước này, mình sắc ra, mình sắc ra. Mình lấy thịt thôi, sau đó mình sắc ra. Sau đó mình sắc ra từng cục nhỏ, sắc ra từng cục nhỏ, sau đó mình bắt đầu chảo nóng, cho vào dầu chiên. Cá mặn này hầu hết là chợ siêu thị người Hoa đều có bán hết. Mình bắt chảo nóng. Bây giờ mình bắt chảo này medium heat thôi, lửa vừa vừa thôi, mình cho cá vào dầu chiên. Lửa đừng nó nóng quá từ từ chiên đó. Đừng nó lửa đừng nó nóng quá vừa rồi, lửa vừa thôi. Vậy liên tục để nó mình từ từ quậy, cái lửa cao một tí vừa, mình chiên khoảng 2 phút, 2 phút được, 2 phút rồi hả, thấy chưa, nó rất là thơm. Có một số người á thì nó cá không có chiên như vậy, chiên không chiên qua dầu, phải chiên qua dầu á thì nó thơm hơn, nó không bị tanh. Nếu mà không chiên qua dầu á nó bị tanh. Sau đó mình lựa cái lửa là medium high á, và bây giờ lửa cao chút xíu để nó giòn, rất là giòn, thơm lắm. Bây giờ sau đó mình đổ ra đây. Sau đó để nguội chút xíu á, mình bóp nhuyễn cho nó ra từng sợi nhỏ, để chút xíu nào nữa, chút xíu mình bóp nhuyễn ra, mình bóp nhuyễn ra, đó mình nếu mà mình thấy có xương á, xương có xương cá rồi mình lấy ra. Xong mới nguội mình lấy cái tay á bóp nhuyễn ra. Nó nó thành bột rồi đấy rồi. Mình để nguội rồi đó, mình để vào cái hộp cho vào tủ lạnh, khi nào mình làm mình muốn thích ăn cơm chiên cá mặn thì mình làm thôi, mình đã có sẵn rồi, mình nguội để vào tủ lạnh thì không sao. Đó nó thành bột rồi. Đó thấy chưa, mình để nguội cho nó phơi cho nó khô, nguội là tốt lắm, thấy chưa. Dạ vậy thôi. Cái thịt thịt đùi gà đó mình mua về á, mấy cái nó có dầu mình sắc ra. Mình sắc ra đó, mình rửa sạch, sau đó mình sắc một cục, từng cục nhỏ. Mình sắc ra cục nhỏ. Nếu mà mình thấy cái mỡ gà đó mình sắc ra bỏ,
mình không lấy. Đó, mình xác cục. Thấy chưa? Đơn giản lắm. Đó, đơn giản dễ làm. Mình cái thịt đùi gà là thích hợp nhất. Hầu hết á là mấy cái nhà hàng người Hoa đó là dùng thịt đùi gà. Đây là một quả trứng gà. Đây là bột bột năng hoặc bột khoai tây. Cho chút dầu ăn vào. Sau đó là mình bắt chảo dầu nóng cho vào chiên thôi. Vậy thôi. Mình đi chợ mua cái salad đó. Mình xắt sợi. Có người cho, có người không cho. Hầu hết cái món cơm chiên cá mặn là có. Đây là salad sợi nè. Đây là có cái hành này, mình xắt nhỏ rồi. Vậy thôi, sau đó mình bắt đầu mình chiên gà. Mình bắt chảo vào, sau đó mình cho gà vào chiên. Tại sao mà Lâm Thái cho dầu nhiều vậy? Cho dầu nhiều chút á, mình chút xíu mình chiên á, thịt gà rất là giòn ngon. Nếu mà mình không làm như vậy á, mình cho chút dầu mình từ từ xào á, gà nó bở, nó không ngon. Hầu hết á là nhà hàng nào cũng làm vậy. Mình đi nhà hàng người Hoa đó, nhà hàng lớn á, nó phải chần dầu như vậy. Vì sao? Cái thịt gà đó mình chần dầu đó thì nó cái dầu nóng á, thịt gà nó rút lại á, thì nó co lại á. Khi mà mình xào cơm á thì rất là ngon, thịt gà nó không có bở. Nếu mà mình cho chút dầu mình từ từ xào đó đến chín rồi đó, thịt gà nó không được giòn lắm, nó không ngon. Cho nên á hầu hết nhà hàng ai cũng làm vậy hết. Vậy thịt gà mình cho trứng, cho bột lăn vào mình chiên á, thịt gà nó rất là giòn. Mình bây giờ mình mở lửa cao lên để nó thịt gà nó thấm mình chiên. Khi mình chiên cơm á, đó mình chiên khoảng 3 phút này, phải thịt gà phải chín á. Chút xíu mình xào thôi, mình không có cái mình chiên cho nó chín. Đó mình đổ vào đây, cái dầu này còn dư lại á, mình để lại mình xào rau cải đó. Thấy chưa, cái thịt gà nó rất là ngon. Thấy chưa, nó xào cơm rất là ngon. Nếu mà mình bỏ vô chút dầu mình từ từ xào cho nó chín á, thịt gà nó không giòn. Thấy chưa, nó rất là giòn, thấy nó đẹp không? Chút mình chiên cơm nó rất là đẹp, rất là thích hợp. Đây là cái cá này mình cho dầu chiên á, thì nó còn ướt á, thì quý vị mở cái lò nóng á, khoảng 350 độ, cho vào lò khoảng 10 phút, 5 phút được rồi, 5 phút nó khô lại, nó đẹp lắm. Khi có một số người á thì cắt cái da cá bỏ, nhưng mà Thái á là thích da cá nó thơm lắm. Nhiều người thơm thích da cá, nó nhìn không có đẹp, nhưng mà Thái là thích cái da cá, nó rất là thơm, chiên lên nó giòn lắm, mà bỏ uổng. Thấy chưa, khi mà mình ướt á, mình mở cái lò nóng á 350 độ, mình bỏ khoảng 5 phút thôi, mình quẩy chút xíu nó khô, nó vàng lên, nó đẹp lắm, nó khô rồi. Nguội rồi á, mình cho vào cái hũ, mình cho vào tủ lạnh, khi nào xào á cho vào thôi. Như cái công thức này á nè, cái cơm nó khoảng hơn 2 chén một tí, là cái bột nêm gà đó, một cà phê đường á, một cà phê đường hoặc một cà phê rưỡi, chút xíu tiêu trắng, là cái như cái cơm này á mình cho 2 muỗng. Hai muỗng, nhiều người thích cho nhiều chút xíu cũng được, tùy khẩu vị của quý vị. Thì thường Thái cho 2 muỗng vậy đó, thì nó thơm lắm. Vậy thôi, đơn giản. Bây giờ mình bắt chảo chiên trứng nè. Cái trứng mình lấy cái phớt này, mình quậy tan. Vậy thôi. Bây giờ cái chảo nóng rồi nè, mình cho chảo vào chảo. Cứ chảo rồi.
mình cho chút kiểu dầu vào chảo này à, cho cơm vào chiên. Cái gạo này á là 103, cái gạo này 103 rất thích hợp để làm cơm chiên à, nó không có dính một cục à, nó không dính một cục. Sau đó mình cho thịt gà vào này à, đây là một muỗng đường cà phê đường cát này, hoặc một muỗng rưỡi, thật thái là cho một muỗng cà phê đường thôi, một muỗng cà phê một đêm gà, một tí tiêu trắng à, là còn cái là cái bột cá đó thì mình làm 2 muỗng, hoặc có thích là cho 3 muỗng, không cần cho muối à. Thì gà là được cắt nhỏ, cục nhỏ thì tốt hơn à. Hai muỗng là cá, cái chiên này hai muỗng canh cá, là một chút xíu tiêu trắng, một muỗng cà phê bột nêm gà, một muỗng cà phê đường đó, một chút xíu hành trắng đó, đó đây là salad trộn đều vậy thôi. Cơm chiên cá mặn à, không cần biết biết ai cũng làm được, không cần cho muối à, bởi vì cá mặn đủ mặn rồi. Đây là món cơm chiên cá mặn, là rất nhiều người yêu cầu Lâm Thái làm cái món này à, cũng email cho Lâm Thái kêu yêu cầu Lâm Thái mới dạy làm cơm chiên cá mặn à, cũng nhận được email, cũng nhận được trên cái YouTube comment à, kêu yêu cầu Lâm Thái chỉ dẫn cái món này, cho nên hôm nay thì Thái làm món cơm chiên cá mặn rất là thơm ngon à, rất là thơm ngon. Cái cơm cá này á, mình đem đi khi mà mình nó bắp nhuyễn thằng bột, mình cho vào cái lọ á, mình cho nó nóng chút xíu để nó khô thì nó vàng đẹp lắm. Nguội rồi mình cho vào cái hộp nhỏ, cho vào tủ lạnh giữ được 1-2 tháng vẫn tốt như thường. À, đây là món cơm chiên cá mặn, không cần bí quyết ai cũng làm được. Lâm Thái xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Tiến Sắm Cooking của Lâm Thái. Nếu quý vị thích cái món này, xin vui lòng bấm kiên hoặc đăng ký hoặc bấm subscribe và like quýt cho Lâm Thái. Lâm Thái xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Tiến Sắm Cooking của Lâm Thái. Xin hẹn vào món kỳ tới.